Hoàng Nhật, xin chào tất cả các bác. Em vừa dọn xong một con máy rửa bát Panasonic TR6 quay lên sóng, để xem các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Một con TR6 đã dọn rất là sạch đẹp rồi. Đối với một con máy rửa bát về dọn thì nó khá kỳ công, từ nội thất đến ngoại thất đều phải làm đẹp sạch sẽ, rất mất công các bạn. Mất cả buổi xong được một con máy rửa bát. Một con TR6 hình thức các bác nhìn trên clip đã được làm đẹp rồi. Con này được cái phần lưng còn rất là đẹp con này. Phần lưng đối với những cái con hàng bãi như này nó là quá xuất sắc. Gần như cái tỷ lệ xước rất là ít. Lưng tôn bọn này nó rất là mỏng, rất dễ móp và cũng rất dễ xước. Con này khá đẹp. Năm sản xuất 2013. Đây là 6 series máy này, các bác nào mua em gửi đúng mã nhé. Mặt mũi VK đẹp, mã số 8. TR6 Econavi thời gian sấy, chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C, các đèn báo chu trình rửa, tắt bật nguồn, tắt nguồn này, tắt nguồn các bạn này, bật nguồn này, bắt đầu rửa này. Khi mà các bác đã cài đặt sẵn hết các chương trình rồi như này rồi nhá, rửa tiêu chuẩn này với nước nóng 80 độ C rồi, thời gian sấy 30 phút rồi, các bác chỉ cần bật nguồn lên và bấm nút rửa này là nó chạy hoàn toàn tự động hết, chứ không có phải làm bất kể gì cả. Rửa xong thì đến thời kỳ nó sấy đấy thì nó sấy khô thôi. Còn bác nào mà không muốn nó sấy chẳng hạn thì mình bấm cái nút này này, bấm lần lượt đi, bao giờ nó hết sạch đèn, không có đèn nào nữa thì nó không sấy. Đây như này là không sấy, không sấy nữa nhé. Rửa xong là thôi, bắt tắt đèn sấy này. Đây chu trình báo đèn sấy tắt rồi đấy, thì các bác bấm một lần rửa này thì lần sau nó sẽ nhớ, nó nhớ nhé. Đây, bây giờ bật lại này. Đấy, nhớ không sấy nữa. Dạ, bây giờ mình muốn sấy mình bật lên một lần, mình bấm rửa một lần thì nó nhớ. Dạ, ok. Một con TR6 khá đẹp. Nói chung là khá sạch sẽ. Đó nhé. Mọi thứ chuẩn chỉ, không có gì phải bàn cãi cả. Hàng Nhật nội địa siêu bền, 10-20 năm không hỏng. Nhiều bác thì khi mua thì cứ hỏi là lắp đặt như nào đấy, tiện em quay ở đây. Nó lắp rất là dễ thôi. Nên nó có một cái đường cấp ống của máy giặt các bác, ống chung với máy giặt. Bây giờ thoát đây. Đường này là đường xả cặn của máy bơm. Đây là đường thoát này, đường thoát nó bé bằng ngón tay trỏ đây. Nói em ngón tay trỏ. Đây đường cấp thì ống với ống máy giặt, các bác mua ống máy giặt ở ngoài 3-40 nghìn, cái ống là chính là ống này đấy. Là cái ống máy giặt em vẫn mua đấy, thỉnh thoảng nó thiếu em vẫn mua. Đây các bác là cái ống máy giặt nó đây. Nó là chính là cái ống máy giặt mà. Ống này bán rất là nhiều, ống này em mua 1,5 m là 40 nghìn này. Đấy, ống của nó chung ống máy giặt nhé. Đấy. Cái chiếc này bên em bán 5,4 triệu, bảo hành 1 năm. Đấy, bên em chuyên máy rửa bát rất là nhiều các cái mẫu mã các loại. Thì các bác mua cứ yên tâm hoàn toàn về chất lượng nhé. Bảo hành trách nhiệm 1 năm, còn lỗi đâu sau này có hỗ trợ các bác thoải mái luôn. Đấy. Chào các bác nhé.